con không uống rượu hả? Mình không biết uống đâu mà. Thiệt hay giỡn vậy? Mình nói thiệt đó. Vậy chỉ uống một chai thôi. Nè, con thấy tay nghề của mình như thế nào hả? Ngon lắm. Chứ còn cái gì nữa? Càng thêm một ly nè. Lần sau dạy cho mình nấu với. Được, được, được. Chuyện nhỏ. Sao sao mà? Em bình thường mà. Sao vậy? Không có gì. Không sao là tốt rồi. Món này ngon lắm đó. Cậu uống thử coi. Hình như là vị khác. Em không đó. Lên tầng trên ăn cơm nữa hay sao hả? Tin tức truyền khắp công ty rồi. Họ nói là trong nhà chủ tịch có giấu một cô nhân tình bí mật. Hơn nữa rất xinh đẹp. Hiện giờ chuyện của hai người không ai nhắc tới nữa. Nè 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 nè, đổ phồn mà. Bộ anh muốn làm người ta ghét lắm hả? Là sao? Đàn ông con trai sao cứ thích xen vào chuyện người khác hả? Anh sang bên kia đi, muốn làm gì thì làm. Đang vui vẻ mà, anh sao tự nhiên em la lên anh như đi. Vậy? Vậy các em cứ từ từ ăn đi nha, anh đi đây. Nè nè, qua đây qua đây. Nhanh lên. Chuyện đổ phồn nói là người tình bí mật gì vậy? Chính là lệ trữ. Mẹ cô ấy vừa mới mất, tội nghiệp lắm. Nên Phong Đằng lo cho cô ấy. Và hiện giờ cô ấy đang ở nhà Phong Đằng. Không phải chứ, sao lại cái cô lệ trữ đó nữa vậy? Cô ta muốn làm gì hả? Từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, cô ta vừa khoe khoang với cậu, vừa tuyên bố chủ quyền. Rốt cuộc là cô ta muốn cái gì vậy hả? Cậu bình tĩnh một chút đi. Bọn họ là bạn bè tốt, quen biết nhau từ lúc nhỏ. Cô ấy gặp chuyện lớn như vậy mà, cậu phản ứng hơi quá rồi đó. Nhưng tình hình hiện tại đã khác xưa rồi cô nương à. Bây giờ bạn gái của Phong Đằng là cậu Tiết Sam Sam, không phải là Nguyên Lệ Trữ. Sao anh ấy có thể để cô ta sống chung nhà được chứ? Phong Đằng sống cùng với lại Phong Nguyệt, còn có cả giám đốc Ngôn nữa mà. Anh ấy có sống một mình đâu mà sợ. Cục cưng à, vậy cậu có biết câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không hả? Bọn họ quen biết nhau từ lâu lắm rồi mà. Nếu anh ấy muốn yêu Lệ Trữ thì anh ấy đã yêu từ lâu, làm gì tới lượt mình. Sam Sam à, trên thế gian này có một thứ tình yêu gọi là thương hại. Hơn nữa, đàn ông có lúc thật sự không phân biệt rõ tình cảm anh ta dành cho một cô gái là đồng cảm hay là tình yêu nữa. Bây giờ là lúc Nguyên Lệ Trữ yếu đuối nhất, cũng là lúc mà cô ta dễ dàng chuyển bại thành thắng nhất. Cậu không lo lắng chút nào hay sao? Dạo này Phong Đằng ngày nào cũng ăn cơm với mình mà. Anh ấy có thể ở bên Lệ Trữ, nhưng ấy luôn muốn ở cùng với lại mình. Như vậy chưa đủ sao? Dù sao mình cũng đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần Phong Đằng có thể thật lòng thật dạ với mình thì mình sẽ không bao giờ sợ bất cứ lời đồn thổi nào. Tiếc Sam Sam mà, nếu mình là đàn ông thì mình cũng sẽ thích cậu. Cậu đúng là khờ khạo đó. Con gái ngây thơ đúng là rất tốt, nhưng mà ngây thơ quá sẽ thành ngốc đó, có biết chưa hả? Vậy mình hỏi cậu, lễ tình nhân anh ta làm cái gì? Mình cũng chưa biết mở lời như thế nào với anh ấy nữa. Cậu xem đi, mình đã nói rồi. Anh ta nói với cậu là thử xem có đúng không? Anh ta nói với cậu là thử, người khác anh ta cũng nói là thử. Đó là bắt cá hai tay đó. Mình hỏi cậu, vậy bây giờ cậu xác định Phong Đằng là bạn trai người yêu của cậu, hay đó chỉ là một người bạn trai bình thường thôi? Phong Đằng à, có một chuyện em muốn hỏi anh lâu rồi. Em nói đi. Chuyện là ông nội của anh không cho phép đón lễ tình nhân, vậy ba mẹ anh cũng không đón luôn sao? Hai người lén làm. Vậy chúng ta cũng lén làm đi. Nếu đây là lén lút, hay là anh đừng có tặng quà nữa, lãng phí tiền lắm. Ý em là không phải vấn đề tiền bạc. Còn không thì dùng buổi tối với anh nến. Không được. Đây là lễ tình nhân đầu tiên trong 25 năm nay của Tiết Sam Sam em. Nếu không thì chúng ta đi du lịch với nhau theo kiểu muốn đi đâu thì đi đó, anh thấy sao hả? Dạ rồi, chúng ta đi tới đâu thì ăn tới đó. Không đúng, sao suốt ngày cứ ăn không vậy?
Sam Sam à, đây là lần đầu em đón lễ tình nhân sao? Dạ phải. Đừng nói là giận nữa nha. Đây là căn hộ của anh. Khi công ty bận rộn, anh đều ở đây một mình. Sau này chúng ta sẽ ăn cơm ở đây. Vậy mình cũng đón lễ tình nhân ở đây sao? Nếu anh bận thì em có thể vào bếp nấu ăn. Đừng nói chuyện này nữa. Không lẽ dẫn mình tới đây là muốn nói với mình sẽ không đón lễ tình nhân sao? Có được căn hộ bí mật với bạn trai là một điều trong danh sách các điều ước của con gái. Mình bỗng nhiên được vào căn hộ bí mật này, nhưng sao mình không cảm thấy vui vẻ gì khi là bạn gái của Phong Đằng vậy? Nè Sam Sam à, hôm nay tôi có nghe nói chủ tịch có người tình bí mật. Rốt cuộc chuyện này là thế nào hả? Không lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Cần tôi nghĩ cách cho cô không? Thấy chưa, mặc dù đã chuẩn bị kỹ về mặt tâm lý, nhưng khi bị hỏi đến vẫn có chút khó chịu trong lòng. Nhưng mà chuyện của Lệ Trưởng thì có liên quan đến Phong Đằng, nên mình cũng không thể nói là Lệ Trưởng và Phong Đằng không có gì với nhau được. Ngược lại, mình đang có cảm giác giấu đầu thì lòi đuôi. Người tình biết mà cái gì chứ? Mình không biết đâu. Cô không biết gì sao? Không lẽ nào chủ tịch thật sự có người tình bí mật hả? Trời ơi, tôi còn tưởng chủ tịch luôn ở cùng với cô nữa chứ. Vậy thì hai người không phải là đang yêu nhau hả? Bởi vậy mới nói ai mà nghe thấy chuyện chủ tịch cũng là bạn trai của mình cũng sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên. Và bây giờ chính bản thân mình cũng tự hỏi, có thật là mình và anh ấy đang yêu nhau không? Nhưng mà mình ở bên cạnh Phong Đằng chỉ đơn thuần là vì chính con người của anh ấy thôi mà, không liên quan gì đến chức vụ của anh ấy hết. Hiểu lầm rồi, mình không có yêu đương gì với chủ tịch. Ấy, sao anh ấy lại đến phòng tài vụ? Trời ơi, không lẽ hồi nãy mình nói gì anh ấy nghe hết rồi sao? Mình cũng biết hồi nãy là do mình quá kích động nên đã buộc miệng nói Phong Đằng không phải là bạn trai của mình. Bởi vậy cái miệng hại cái thân. Nhưng mà cho dù đầu óc mình có tỉnh táo đi nữa thì cũng vẫn sẽ phủ nhận thôi. Có điều phản ứng này của Phong Đằng, rốt cuộc anh ấy có nghe thấy cuộc nói chuyện của mình với A Dai không? Nếu như nghe thấy rồi thì anh ấy phải tức giận mới đúng chứ. Tuần sau anh phải đi Mỹ, và có thể phải ở lại một tuần. Tuần sau? Sao đột ngột vậy? Cuối tuần sau chính là lễ tình nhân đó. Vậy là không đón lễ được rồi. Em có thể đi cùng với anh. Nhưng mà em không có hộ chiếu. Ăn cơm đi. Không được mừng và cũng không được nhắc đến. Lễ tình nhân cái gì chứ? Gọi là nỗi khổ tình nhân thì đúng hơn. Có khi nào đối với Phong Đằng, chuyện của chúng tôi vốn không hề nghiêm túc không? Ugh.
đệ trữ. Lệ trữ nè, cô đã ăn cơm trưa chưa vậy? Tôi biết một quán bán thức ăn rất ngon ở gần đây, tôi dẫn cô đi ăn nha. Tôi không sao đâu Sam Sam. Sau những ngày qua tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, mọi thứ đều ổn. Tôi có cảm giác giống như lúc mẹ còn sống trong nhà cũ vậy. Dù sao nhiều năm nay tôi cũng đã quen một mình rồi. Chết rồi, có phải là mình đã nói sai điều gì không? Trà ướp hoa này mùi vị lạ lắm, rất là ngon. Hồi nãy tôi thấy trên thực đơn hình như có viết là nhập khẩu từ châu Âu gì đó. Cô có muốn uống thử không? Tôi biết rồi. Trà đó là do tôi tự chọn, tên là Nụ Hôn Tình Nhân. Đúng rồi, đây là cửa hàng của cô mà. Tí Sam Sam, cái miệng của mày ngoài ăn ra còn biết làm gì nữa không vậy? Sô-cô-la nè, nhìn nó đặc biệt thật đó. Có phải là loại này cô cũng nhập khẩu từ bên châu Âu không? Cái này sao? Đúng vậy, nó có tên là Swiss Valentine, lễ tình nhân ngọt ngào. Sắp tới lễ tình nhân rồi, có lẽ sô-cô-la là quà mà ai cũng thích hết. Nhưng tôi nghĩ là lễ này cô sẽ khá buồn, bởi vì Phong Đằng trước nay chưa từng đón lễ tình nhân. Cô cũng biết là Phong Đằng không đón lễ tình nhân sao? Anh ấy không nói với cô hả? Ba mẹ anh ấy bị tai nạn xe và qua đời đúng vào ngày lễ tình nhân đó. Vậy chúng ta cùng lén làm đi. Nếu đã lén lút hay là đừng tặng quà nữa, lãng phí tiền lắm. Ý em là không phải vấn đề tiền bạc. Còn không thì dùng bữa tối với anh nên. Vậy mình cũng sẽ đón lễ tình nhân ở đây sao? Đừng nói chuyện đó nữa. Anh ấy không nói với cô hả? Ba mẹ anh ấy bị tai nạn xe và qua đời đúng vào ngày lễ tình nhân đó. Tí Sam Sam, mày đúng là đồ đồ đó. Đã không biết nói chuyện thì thôi, còn cố ý sang muốn nhận vết thương của người ta. Phong Đằng, em xin lỗi. Xin lỗi anh. Cả đời này em không còn đón lễ tình nhân nữa. Vừa rồi báo cáo của chúng ta rất chi tiết rõ ràng và hoàn hảo nữa. Sure, we're anticipating the good news. Tôi xin lỗi. Anh có sao không vậy? Anh không sao chứ? Từ từ. Linda, chuẩn bị xe tới bệnh viện. Dạ. Từ thôi. Cẩn thận đó. Không biết bây giờ kỹ soát và khách hàng họ đã khỏe chưa? Không được, mình phải hỏi Phong Đằng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mọi người có sao không? Tình hình thế nào rồi? Hả?
Không sao đâu. Xong đời rồi, lần này nhất định Phong Đằng rất tức giận. Sao sao mà, tôi nghe nói cô Xô ngã vì khách nước ngoài, tôi mất phải vào bệnh viện luôn. Nghe nói bọn họ đang bàn bạc chuyện hợp tác gì đó, người bị Xô ngã phải vào bệnh viện nên vô cùng tức giận, lập tức tuyên bố hợp tác thất bại đó. Có thật vậy không hả? Không phải tôi cố ý mà, không phải tôi cố ý mà, tôi không có cố ý mà, tôi không có cố ý mà. Nè, cô nói ra chuyện này là sao vậy? Sao lại nghiêm trọng vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi cũng không rõ nữa. Hình như nghe nói là Sam Sam đột nhiên xông vào thang máy, sau đó đâm vào kỳ xoáy, kế tới thì anh ta mất thăng bằng, rồi vô tình dùng đầu đẩy ngã người nước ngoài kia đó. Có đau không? Em ấn nữa thì sẽ đau đó. Em không ấn nữa. Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Steven thì thảm rồi, gãy xương sống mũi luôn. Thật không ngờ đầu anh lại cứng tới vậy á. Anh nói là Sam Sam chạy ra khỏi thang máy, vậy là hợp đồng dự án thất bại hả? Hợp đồng này thì không quan trọng, Phong Đằng Dũng không coi trọng công ty này lắm, và cũng không muốn hợp tác với họ nữa. Bàn bạc hợp tác lần này cũng chỉ là khách sáo mà thôi, cùng giữ thể diện cho đôi bên. Sam Sam xô ngã như vậy là rất hay, cho đôi bên một lối thoát. Phải nói là Phong Đằng cho Sam Sam một lối thoát mới đúng chứ. Với tính cách của anh ấy, người mà anh ấy không thích thì anh ấy sẽ không bao che đâu. À, anh có biết không, lúc trưa Sam Sam đã tới cửa hàng tìm em, Phong Đằng hình như không nói cho cô ấy chuyện ba mẹ mình gặp tai nạn vào lễ tình nhân thì phải. Em nói hôm nay Sam Sam đã tới tìm em sao? Ừ. Và em đã kể cho cô ấy biết chuyện ba mẹ của Phong Đằng hả? Dạ. Em cũng không ngờ là cô ấy không biết. Chuyện này có phải là bí mật gì đâu chứ, người thân thiết với Phong Đằng ai cũng đều biết hết mà. Anh nói coi chuyện lớn như vậy, sao Phong Đằng không nói cho Sam Sam biết chứ? Lẽ nào anh ấy vẫn còn giữ kẽ với cô ấy? Hèn gì Sam Sam lại gấp gáp tới như vậy. Cũng phải, cô gái nào mà không muốn trải qua một lễ tình nhân lãng mạn chứ. Nhưng chuyện này lại là nỗi đau lớn nhất của Phong Đằng. Anh nói coi Sam Sam có chịu nổi cả đời này không được đón lễ tình nhân không? Vậy em có chịu được cả đời không đón lễ tình nhân không? Đương nhiên rồi, em đâu có ham hố như vậy. Thật ra cũng không phải là Sam Sam ham hố gì, chỉ có là cô ấy không biết mà thôi. Nhưng cho dù là thế nào thì hình như cũng không liên quan tới em thì phải. Thật ra trong lòng em đã tự nói với bản thân mình cả ngàn lần rồi, là đừng vì biến động nhỏ giữa Phong Đằng và Sam Sam mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của mình. Thật tình không phải là vì em ghét Sam Sam, đôi lúc em cảm thấy cô ấy rất là đáng yêu, chỉ là em cảm thấy họ không hợp nhau cho lắm. Nhưng em có biết không, nhìn em lúc này giống như là đang phê bình Sam Sam. Nếu lần sau em còn đáng ghét như vậy thì anh nhất định phải nhắc nhở em đó nha. Nhất định, nhưng anh không thấy em đáng ghét chút nào hết. Chuyện hợp đồng của đối tác em đừng bận tâm. Thật ra tập đoàn cũng không muốn hợp tác với ông ta. Em không cần phải tự trách mình đâu. Anh ấy đang an ủi mình sao? Giọng nói lạnh lùng quá. Anh la em còn dễ chịu hơn đó. Trưa nay em tìm anh, có việc quan trọng hả? Không có gì. Không có chuyện gì quan trọng. Việc hợp tác đã bị phá sản, bây giờ mình làm sao có thể dám mở miệng ra nói với anh ấy là chỉ vì một ngày lễ tình nhân nhỏ nhoi mà khiến cho sự việc ra nông nổi này chứ. Ngày mai anh phải đi Mỹ rồi, có một số chuyện quan trọng. Vậy để em tiễn anh. Không cần đâu, mai anh đi sớm lắm, em cứ ngủ đi. Sao cái không khí này ngột ngạt quá, khiến người ta thật khó chịu.
Phong Đằng à, thà bây giờ anh nổi giận với em, trút giận lên em, la em thế nào cũng được. Chứ anh cứ như vậy còn tàn nhẫn hơn cực hình nữa. Ê, lần này Sam Sam không chỉ bị bỏ rơi không đâu, mà còn phá hỏng việc hợp tác của công ty nữa. Tôi nghĩ lần này quái thất nghiệp rồi. Lần này cô ta xem ra 8 phần 10 là lành ít dữ nhiều rồi. Ăn cơm trong bầu không khí ngột ngạt đó, rốt cuộc không thể nuốt được. Nói đi cũng phải nói lại, sao Phong Đàn không nói cho mình biết chuyện của ba mẹ anh ấy chứ? Có phải mình chưa đủ tư cách để biết không? Đương nhiên là chưa có rồi. Với những biểu hiện gần đây, bản thân mình còn thấy không có tư cách nữa là. Sam Sam à, cô ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn gặp cô. Chết rồi, giám đốc Ngôn cũng đã tìm tới cô ấy. Lần này Sam Sam chắc chắn là phải nghỉ việc rồi đó. Vậy không còn cách nào cứu vãn được sao? Sam Sam à, xin lỗi cô. Hôm đó Tà lại đến nhà cũ lấy đồ giúp tôi, và vô tình nhìn thấy Lệ Trữ. Tôi không biết sao cô ấy lại đi khắp nơi tung tin, khiến những tin đồn này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Tôi đã cho Tà lại nghỉ việc rồi. Không phải chứ, người làm sai là mình mà, tại sao lại đuổi việc cô ta chứ? Thật ra đây chính là ý của Phong Đằng. Cô phải biết thư ký là người gần gũi nhất với cấp trên. Nếu ngày nào cô ta cũng đem chuyện của gia đình chủ tịch đi nói khắp nơi thì coi như xong rồi. Vậy là giám đốc Ngôn tìm tôi không phải là để kêu tôi từ chức sao? Từ chức hả? Tại sao phải kêu cô từ chức chứ? Vì hôm qua tôi đã làm bị thương một khách hàng, rồi lại phá hỏng công việc hợp tác của công ty. Vậy anh tìm tôi không phải kêu tôi từ chức là gì? Thì ra là việc này, tập đoàn chúng ta vốn không định ký hợp đồng với công ty của họ. Không phải là lỗi của cô đừng tự trách mình. Thì ra những lời Phong Đàn nói là thật, chứ không phải để an ủi mình. Sam Sam, hôm nay tôi tìm cô là muốn nói cho cô biết, Lệ Trữ không phải là người tình bí mật của Phong Đàn đâu. Cô không vì chuyện này mà hiểu lầm ở đấy chứ? Không có. Vậy thì tốt, cô biết tôi là người hiểu chuyện mà. Những người xuất thân bình thường như chúng ta, chọn yêu những người giống như Phong Đằng chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều tin đồn và áp lực. Nhưng cô thấy tôi và Phong Nguyệt đó, hiện giờ chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi rất mong là cô có thể tự tin vào bản thân và hiểu được Phong Đằng. Tôi tin rằng hai người nhất định sẽ hạnh phúc giống như chúng tôi vậy. Sao lại không nghe máy chứ? Cả nguyên nhân Phong Đàn không đón lễ tình nhân và việc hợp tác lần này cũng vậy. Tại sao lần nào cũng lại là mình biết được sự thật sau cùng từ miệng người khác chứ? Rồi thậm chí việc Lệ Trữ không phải là người tình bí mật cũng không phải là tự anh ấy giải thích với mình. Mình cũng biết giữa mình và Phong Đằng hoàn toàn không có người khác xen vào, nhưng mình không nghĩ rằng chỉ riêng việc khoảng cách giữa hai người đã khiến mình trở nên bất lực như vậy. Phong Đằng à, anh khiến cho em phải suy nghĩ nhiều như vậy sao? Chúc cô ngon miệng nha. Sam Sam, Ngồi đi. Sam Sam à, giám đốc Ngôn đã nói gì với cô vậy hả? Có phải anh ấy nói là cô sẽ bị đuổi việc không? Nè, cô nói năng linh tinh cái gì vậy? Giám đốc Ngôn đâu có nói chuyện đuổi việc gì với tôi. Hả? Không có sao? Vậy có phải đã nói tới lệnh cấm yêu hay không hả? Lệnh cấm yêu? Lúc giám đốc Ngôn tìm cô nói chuyện thì đã có thông tin về phần mềm năng lượng sống rồi. Đúng vậy. Và tuyên bố là đã hủy bỏ lệnh cấm yêu trong công ty. Cô làm cho khách hàng bị thương, phá hỏng việc hợp tác lần này. Không những không bị cách chức
mà ngay cả lệnh cấm yêu cũng được hủy bỏ luôn. Có phải cô và chủ tịch đang hẹn hò với nhau không vậy? Khai đã mau. À, không phải, không phải, không phải mà. Chắc chắn là có. Chứ gì nữa, nếu không sẽ bỏ qua dễ dàng vậy. Vậy là lệnh cấm yêu cũng do Phong Đằng hủy bỏ bằng việc điều khiển từ xa. Rốt cuộc là cái ý gì chứ? Dạo này mình liên tiếp phạm lỗi, anh ấy chắc không định công khai chuyện tình cảm trước công ty đó chứ. Phong Đằng à, em ngày càng không hiểu anh nữa rồi. Mình thật sự cần một cuốn hướng dẫn sử dụng có thể giúp mình đọc hiểu được con người của Phong Đằng. Xem ra bây giờ thì tôi đã có hy vọng với kỳ soái rồi. Nằm mơ đi. Anh cứ làm theo tất cả những hướng dẫn trong hợp đồng này được rồi. Kỳ soái. Ừ, anh làm đi. Không biết tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Hả? Trên đời này không có sách hướng dẫn sử dụng Phong Đằng đâu. Nhưng ít nhất trước mắt còn có một bậc thầy tình yêu. Người này lại rất thân với Phong Đằng. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao đột nhiên lại muốn mời tôi uống cà phê vậy hả? Cô nghĩ đến chuyện hôm trước. Là trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy. Nếu lỡ như hôm đó cô đụng bể đầu tôi, hại công ty mất đi một vị giám đốc nghiên cứu xuất sắc như tôi, cô mới nên cảm thấy áy náy chứ. Có điều hôm nay cô mời tôi uống cà phê hình như không phải vì chuyện đó. Đừng nói, để tôi đoán nha. Có phải liên quan tới việc hôm đó cô vội vội vàng vàng chạy ra thang máy đúng không? Anh có thể đoán ra nữa hả? Thật ra chuyện của ba mẹ Phong Đằng, khi học đại học tôi đã nghe cậu ấy kể một lần rồi. Phụ nữ khi đang yêu, ai mà lại không muốn được đón một lễ tình nhân thật là lãng mạn chứ. Nhưng mà đối với Phong Đằng thì ngày lễ này lại là một ác mộng. Bắt cậu ấy ngọt ngào lãng mạn với cô trong ngày như thế này thì thật sự làm khó cho cậu ấy rồi. Cho nên tôi cũng hy vọng cô có thể thông cảm cho cậu ấy. Tôi biết mà. Nhưng kể từ lúc quen nhau, Phong Đằng không nhắc đến chuyện này với tôi. Và cả những chuyện xảy ra gần đây nữa. Tôi chỉ buồn là tại sao anh ấy lại không nói thẳng suy nghĩ của mình cho tôi biết chứ. Hoặc là nói ra nguyên nhân thật sự. Nhưng anh ấy lại im lặng không nói. Chuyện đó làm tôi cảm thấy tôi với anh ấy vô cùng xa cách. Cô cũng đừng buồn cậu ấy. Con người Phong Đằng vốn dĩ suy nghĩ rất cẩn thận. Cậu ấy không nói chắc là muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói cho cô biết mà thôi. Dù sao thì hai người cũng vừa mới bắt đầu hẹn hò mà. Nếu nói những lời đau khổ này với cô vào đêm trước ngày lễ tình nhân sẽ khiến cho không khí rất nặng nề đó. Tuy tôi không phải là người thông minh, nhưng sao anh ấy lại không nói cho tôi biết chứ? Về sự cố lễ tình nhân đó. Với sự hiểu biết của tôi về Phong Đằng, khi cậu ấy càng suy nghĩ cẩn thận thì càng khiến người khác khó hiểu. Điều này chứng tỏ cậu ấy quan tâm cô. Tuy tôi không hiểu Phong Đằng, nhưng cũng không thể phủ nhận là cậu ấy đang cố gắng để thể hiện tình yêu với cô. Phong Đằng từng nói với tôi rằng đừng nghe những gì anh ấy nói, mà hãy xem những gì anh ấy làm. Cậu ấy nói đúng đó. Nhưng tôi lại không thông minh, lỡ như làm hỏng việc thì sao đây? Bản tính của Phong Đằng hầu như không có sự dễ dãi trong công việc, không cho phép phạm sai lầm. Nhưng trong chuyện tình cảm thì lại rất quan tâm đến cô Tiết Sam Sam đây. Dù cô có gây ra bao nhiêu chuyện, cậu ấy cũng không hề cảm thấy khó chịu đâu. Cảm ơn anh nha. Anh đến nhà hàng rồi. Mặc dù những lời của kỳ soái khiến cho mình yên tâm hơn, nhưng mấy ngày nay nói chuyện với Phong Đằng từ khoảng cách rất xa làm mình nghi ngờ liệu có phải kỳ soái cũng đã nghĩ sai về Phong Đằng hay không. Bận cỡ nào cũng phải ăn cơm đúng giờ nha anh. Anh ăn rồi.
một chữ của chủ tịch đáng giá ngàn vàng, mỗi lần đều trả lời bằng ba từ ngắn gọn. Có điều lại trả lời tất cả các tin nhắn của mình. Anh ấy đang chiều mình sao? Nhưng mà chỉ có chiều chuộng mà không giải thích. Thật ra cũng có thể gọi là nhẫn nại không? Anh đi công tác sao rồi? Anh đang học. Người con gái khiến cho bạn trai mình có thể nhẫn nại, có lẽ là một cô gái rất tệ. Thật ra mình đang rất mơ hồ, thậm chí còn có suy nghĩ là Phong Đàn đang đùa giỡn với mình. Nếu như bị rơi từ trên cao xuống, dù có rơi một cách nhẹ nhàng thì vẫn cảm thấy rất buồn. Tại sao không giải thích rõ ràng trước mặt của mình, cũng không cho mình cơ hội để sửa sai nữa. Ngủ ngon. Em yêu, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh nhiều nha, đẹp quá à. Bây giờ chúng ta đi coi phim nha. Dạ được. Hôm nay em muốn coi phim gì? Phim gì cũng được hết. Anh xong việc rồi, 12 giờ đêm mai về. Anh sẽ gặp em nói chuyện sau. Tìm mình nói chuyện? Nói chuyện gì chứ? Có khi nào là định lực bại ngủ với mình không? Tí Sam Sam, trong thời gian qua biểu hiện thủ việc của cô rất tệ. Tôi xin lỗi, cô đã bị sa thải. Nếu là công việc thì còn có thể dựa vào tiêu chuẩn đó mà biết được bản thân mình làm không tốt ở chỗ nào. Nhưng tình yêu đâu liên quan đến đúng sai mà phải dựa vào cảm giác. Chỉ cần một người muốn chia tay là có thể chia tay rồi. Tâm trạng mình rối bời quá. Thì ra tình yêu không đáng tin giống như mình đã tưởng tượng. Có thật là đến 12 giờ đêm Phong Đàn mới về không? Lệ Trữ biết lịch trình của Phong Đàn hay không ta? Chào chị, làm ơn cho tôi hỏi một chút. Dạ. Cho hỏi cô Nguyên Lệ Trữ có ở đây không? Thì ra là cô đến tìm cô Nguyên Lệ Trữ. Hôm nay cô ấy đã đi rồi. Đi rồi? Đúng vậy. Như vậy đi, nếu cô muốn tìm cô ấy thì chiều hẳn tới. Nghe nói sáng mai cô phải đi tảo mộ. Sáng mai cô ấy đi tảo mộ hả? Dạ phải. Cảm ơn chị. Không có gì. Tảo mộ? Là tảo mộ cho ba mẹ Phong Đàn sao? Hãy bắt đầu từ những câu chuyện của chúng ta. 上演一点一滴写下了情感的章节，我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决。 我的心是否能填补所有空缺？
承诺是永远，绝不会。